Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, bây giờ hai bạn có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương cùng nghe nha. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Tiến Khánh, em đến từ Bình Dương. Năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là thiết kế đồ họa. Khánh quê ở đâu? Dạ, em ở Bình Dương ạ. Thế là ở Bình Dương, làm Bình Dương luôn? Dạ. Nghề đồ họa? Dạ. Rồi, mời em gái. Dạ, xin chào quý vị khán giả, chào chị, chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào bạn nam bên kia. Em tên là Phạm Thị Phương Thảo. Em 27 tuổi ạ. Em là giáo viên cấp 2. Dạy ở đâu Thảo? Dạ, em dạy ở trường Vinschool ạ. À, trường trong Vinhome Central Park. À. Em dạy môn gì? Dạ, em dạy môn địa lý ạ. À, địa lý. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em cũng hơi dài. Về tính cách thì em không có quậy. Dạ, em cô giáo mà, cũng hiền. Dạ, xét về tài năng thì em có một chút biết hát, có một chút biết nhảy, có một chút biết cắm hoa, nấu ăn, làm bánh, thêu, may. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là em bị lười uống nước. Dạ, và em không biết ăn cá. Có đôi khi ngủ thì những ngày mệt thì em thường hay bị ngáy. Bị ngáy nữa? Dạ. Một chút xíu nữa là khi mà công việc áp lực quá thì em hay kiểu là stress thì em sẽ có cái lời nói nó hơi cọc cằn một chút. Còn bạn trai? Dạ. Bạn có... Em, ưu điểm của em thì là vui vẻ, hòa đồng, dễ giao tiếp. Nhưng mà cái đó cũng là nhược điểm của em. Ủa sao vậy? Tại vì nhiều bạn nữ khi cứ nói là người yêu mà dễ giao tiếp á thì hay lăng nhăng, bay bướm này kia. Nên có thể đó là cái nhược điểm. Em đã trải qua mấy mối tình rồi Khánh? Dạ, em trải qua hai mối tình. Hai mối tình? Dạ. Mối tình mới đây là mối tình dài mấy năm? Dạ, mới tình được 3 năm mà. 3 năm? Dạ. Sao mà yêu nhau 3 năm chia tay? Dạ, tại vì nói chung là cái định hướng của em với bạn gái đó thì không có giống nhau, không có cùng con đường á. Nên khác nhau á, sinh ra mâu thuẫn nên chia tay. Trời ơi, hồi lúc quen nhau mình không có định hướng trước hả? À, lúc yêu á, là bạn gái đó là mới tốt nghiệp 12. Em cũng định hướng là cũng chung ngành với em. Nhưng mà sau khi mà bạn gái tốt nghiệp á thì bạn gái đòi đi con đường khác. Nên nói chung là xảy ra những cự cãi xong cái. Thì hiện giờ con đường của em là như thế nào? Dạ, nay thì em vẫn làm bên thiết kế đồ họa. Thiết kế đồ họa? Dạ. Rồi, em trải qua mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình rồi ạ. Một mối tình lúc học đại học và một mối tình lúc học cao học. Mối tình sau này là quen được bao lâu? Dạ, mối tình sau này quen được gần một năm. Lý do sao chia tay? Sau khi học xong cao học ở Hà Nội thì anh đó về Đà Nẵng, còn em về Thành phố Hồ Chí Minh. Nên là hai người cũng ở xa quá nên là em cảm thấy không có tương lai cho lắm. Em chủ động chia tay. À, dạ. Vậy là tình yêu cũng chưa đủ lớn để mà mình có thể là mình rút ngắn cái khoảng cách ha. Dạ. Rồi thôi bây giờ chuyện cũ bỏ qua. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn trai trước hết là về ngoại hình. Ngoại thì hình bạn sao? Đó cao hơn em, cao khoảng 1m70. 1m70? 70. Lỡ không là em có đẹp trai. Anh có 1m6 em ơi. Dạ, 1m6 thôi ạ. Nhưng mà có lỡ mà có đẹp trai thì cũng được. À, cái đó phải lát qua coi nha. Rồi còn gì nữa? Bạn đó đừng bắt em phải bỏ công việc nếu mà sau này có tiến tới hôn nhân. Tại vì em cũng có sự nghiệp của mình. Em rất là không thích những người là gia trưởng, chuyện gì cũng phải theo ý của họ. Có gì không em trai? Miễn sao là đừng ép bạn là bạn kêu không gia trưởng đúng không? Ừ, nhưng mà em có bắt ta bỏ nghề không? Dạ không, muốn làm gì làm mà. Muốn làm gì làm phải không? Phải tối về nhà là được rồi. Ừ. Được không em? Được không em? Dạ được ạ. Chào cô giáo, em có yêu cầu gì bên đàn trai nữa không? Có một cái chi tiết này cũng hơi nhỏ thôi, đó là bạn đó đừng có bị gù lưng. Chết chà, rồi, ngồi chết lâu rồi. Quá lưng có gù không? Cũng bị gù. Sao lý do kỳ vậy? Em có nhiều lý do. Gù lưng thì sao? Dạ, nó liên quan tới thẩm mỹ một chút thôi. Thì... nếu mà mình không được cao mà mình còn gù lưng nữa thì chắc là cái này phải tập thôi anh ạ. Thì tập mà, cái này dạ. Dễ. Em yêu cầu cái nào mà nó khó hơn được không? Khó hơn? Ừ. Dạ, em cũng hơi quan tâm đến một chút vấn đề về răng miệng. Bạn có bị hôi miệng không ạ? Sao anh Linh kiểm tra được? Lỡ anh bị sức môi thì sao? Cái này thôi chúc em kiểm tra cho anh kiểm tra không được em. Dạ. Trời, cô giáo đưa ra nhiều tình tiết éo le quá nha. Dạ. Anh thấy chàng trai bên đây cũng rất là năng động. Em là cô giáo, phải nói cũng rất chững chạc. Nhưng mà đưa mấy yêu cầu đó cũng dễ chứ không khó đâu.
vấn đề là người ta quan tâm chút là người ta sẽ bỏ được thôi. Cô giáo dễ thương lắm. Bánh đàn nhà trai thì có yêu cầu gì về người bạn gái của mình không? Bạn gái em không cần yêu cầu nhiều, chỉ cần dễ thương một xíu là được rồi, miễn sao làm em thương là được rồi. Ngoại hình không quan trọng hả? Cao thấp mập ngoại hình hốt. Thì bạn đã chọn ngoại hình rồi, em đâu có dám chọn ngoại hình nữa. Lỡ em không đáp ứng ngoại hình nữa thì sao? Có cái gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ không thích bạn gái rồi, quá nhõng nhẽo. Nhưng mà mình cũng phải chiều bạn gái một chút chứ đúng không? Dạ em có chiều, phải chiều dữ lắm. Chiều đó, cuốn gì em chiều cái đó à. Rồi, tướng tá cũng được ha. Khi nào mình đám cưới được? Dạ, khi nào mà bạn ấy làm em yêu mà em không thể xa rời bạn đó được thì sẽ đám cưới được. Ghê vậy. Rồi về đám cưới xong thì mình tính là mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Dạ, thì tùy bạn muốn ở đâu ở đó à. Sao vậy, em cũng tùy người ta, em phải có chính kiến chứ. Em rất là dễ, nếu mà làm em yêu thì cái gì em cũng chấp nhận được hết. Bản thân em muốn khi nào kết hôn? Em có thể bất kết hôn bất cứ lúc nào. Có chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Dạ đầy đủ. Đầy đủ là cái gì? Cụ thể? À, có nhà cửa rồi đầy đủ. Thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em trai và bạn thân của em ạ. Rồi cho chị gặp em trai của em nha. Dạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh và mọi người ở trường quay ạ. Thì nãy giờ em ngồi dưới thì em thấy anh khá là bận bao, anh nói chuyện cũng rất là dễ thương. Đối với chị em thì chị em hiền hòa ít nói, nhưng mà đôi khi hơi khó tính cả trong công việc và tình yêu nữa. Nhưng mà em nghĩ là hai anh chị có thể dành thời gian để tìm hiểu nhau, để tìm ra một lối đi chung được. Cảm ơn em trai. Em đi với ai? Dạ em đi với ông anh với mấy đàn em. Chào mọi người ở phim trường. Tôi là anh của Khánh. Hôm nay gặp em thì thấy hai người vóc dáng thì rất là ok, được. Em gái này thì tính tình chững chạc hơn nhiều. Em của mình thì nó rất là vui. Cho nên một cái vui, một cái chững chạc thì hài hòa nhau thì cả nhà chắc là rất là êm ấm mà luôn có tiếng cười. Mong hai người có nhiều thời gian để tìm hiểu hơn nữa. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ ta tham khảo rồi á, mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi từ đó mình tính toán chuyện bấm nút không bấm nút nha. Rồi kéo rào. 2 phút dành cho các bạn bắt đầu. Đây là cái món quà nhỏ nhỏ mình làm tặng bạn. Mình làm rất là công phu á, cưa từng ly từng tí, khoan từng lỗ một, mong bạn nhận giùm. Dạ em cảm ơn. Cái món quà của em tặng anh cũng là chính tay em làm, cũng là từng đường kim mũi chỉ ạ. Anh có thể xem ạ. Ok. Tâm đầu ý hợp quá, tặng quà toàn tự làm. I love you. Là một cái khăn tay ạ. Thời giờ mà còn có bạn gái thiêu khăn tay tặng bạn trai nữa, trời ơi thích quá. Sau những gì mà anh nói em nghĩ gì vậy anh? Em thấy anh cũng có hơi một chút trẻ con thiệt. Dạ. Chính xác, nhiều khi rất là trẻ con luôn. Dạ. Cảm nhận của anh về em mới như thế nào? Mới nhìn khoảng vài giây. Nhìn em cũng dễ thương. Dạ. Mà anh không biết sao mà em không thích người thấp hả? Đã lùng hơn em sao? Dạ, xét về tương lai sau này con cháu đó anh. Dạ. Con cháu hả? Dạ. Nhiều người ta vẫn người là hai người lùng lấy nhau vẫn có con cao bình thường. Dạ, giả bộ anh đứng lên em coi thử. Em nghĩ anh mét mấy, anh ngồi thử em coi mét mấy. Em nghĩ là 1m68. Ồ, em rất là giỏi, chính xác luôn á. Ta học người ta dạy địa lý mà. Ta địa qua ta biết địa lý thế nào. Chiều dài bao nhiêu rồi? Rồi đem sách này tặng ảnh hay là làm chi đây? Dạ cái này cũng hơi bệnh nghề nghiệp một chút xíu. Là hồi nãy giờ em thì chưa có giới thiệu quê của em. Thì em sẽ cho anh một bài toán. Bài toán liên quan đến địa lý. Dạ. Mình ôn bài một chút được không ạ? Anh bỏ học lâu lắm rồi. Dạ đây kiến thức lớp 6 thôi anh. Dạ. Rồi bây giờ học trò đứng lên đi. Dạ quanh tay lại. Trò cô giáo đâu cần đứng. Đây là đề bài của em. Đây là trang bản đồ Việt Nam. Mình sẽ tìm quê quán của em ạ. Trời ơi cái vậy. Giả sử anh đang đứng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thành phố Hồ Chí Minh đâu ạ? Đây rồi em. Dạ rồi. Trước hết thì bản đồ này có tỷ lệ là 1 cm trên bản đồ này là tương ứng với 70 km ở ngoài thực tế. Đề bài của em là anh muốn đến được nơi của em á, quê của em, thì anh xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, đi về hướng đông bắc 225 km. Dạ đây thước. Thước trời ơi.
Dạ anh để quà xuống bàn nha. Trời kiểu này sắn não quá. Anh có 5 phút để suy nghĩ vậy. 225 km về hướng Đông Bắc. Để anh coi coi. Dạ, trời hướng phía trên của bản đồ là hướng Bắc. Em phải cần... của bản đồ là máy tính hướng không? Đông. Em cần máy tính không? Không ạ. Được sử dụng máy tính ạ. Chị đưa máy tính em cũng không biết được đâu. Phía trước là hướng Bắc. Hướng Đông là bên tay phải của anh. Đông bên tay phải. Dạ, Đông Bắc là ở chính giữa Đông và Bắc. Đây rồi Bắc. Em ở Gia Lai hả? Anh nhớ lại khoảng cách của em là 225 km về hướng Đông Bắc. Gần đó có một cái chấm đỏ có ghi tên của thành phố Buôn Mê Thuột. Cho em hỏi anh là khi mình quy đổi 225 km ra cm trên bản đồ thì là bao nhiêu ạ? Vậy em ở Đà Lạt hả? Đáp án cuối cùng của anh là gì ạ? Đà Lạt. Dạ em cảm ơn đáp án chính xác ạ. Buổi trưa anh học với thế mà. Rồi sau một thời gian thử thách, em cảm giác trí thông minh của anh thế nào? Em cảm thấy là anh cũng có tư duy nhưng mà do là cũng lâu rồi không đụng đến nên là... Vậy là hay rồi em. Tại anh rung á, nãy em thấy em rung quá. Thôi đừng có kể. Thiệt chứ bộ lâu quá quên. Thôi giờ làm giờ bài em thơ làm lại quái làm đi bài nè. Thơ đúng rồi. Thường hồi xưa á, mình đi học á, mình hay viết thư cho bạn bè đó. Mình có một bài thơ, giờ mình sẽ đọc lại cho mọi người cùng tặng cho em luôn. Thanh Tiền đêm buồn gió khiêu, Thanh Tiền là quê quán của mình. Thanh Tiền đêm buồn gió khiêu, nhìn về phương ấy thương nhớ nhiều, gió ơi cho gửi lời tâm sự của kẻ phương xa nhớ em nhiều. Hết chưa anh? Hết rồi. Trời ơi. Trời ơi, bài thơ dài quá. Làm thơ cái gì mà tập thơ có chút xíu vậy? Dạ, dạ có cố gắng, có cố gắng. Để đáp trả lại bài thơ của anh về sự nhớ nhung một ai đó, lúc đó anh nhớ ai không biết. Dạ. Bây giờ em xin có một vài câu hát tặng anh và mọi người. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh hay lắng nghe tim muốn gì, và dẫu cho mai sau có ra sao thì em cũng sẽ không hối tiếc về ngày hôm nay đã nói yêu. Rồi hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ đâu nha rồi. Hai bạn bấm hay không là quyền các bạn nha. Bấm nút là hẹn hò tìm hiểu để tiến tới hôn nhân nha. Còn mình không cảm thấy không phù hợp thì mình không bấm, để cái duyên đó dành cho người khác. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. Rồi, lý do tại sao em lại không bấm nút? Em có bấm mà nó không ăn đó chị. Hãy nắm tay nhau nào. Hôn nhau đi hai bạn. Rồi. Bản thân mình, họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán, nơi ở hiện tại của mình ha. Rồi mình đến với mỗi chương trình thì mình muốn tìm kiếm mỗi người như thế nào? Dạ là tên là đầy đủ là Biện Ngọc Tuấn, sinh năm 16/4/1986, quê quán Tuy An, Phú Yên, và hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Và cái nghề nghiệp của mình là đang là giám sát sản xuất trong một công ty của nước ngoài. Giám sát sản xuất mà mình làm quản lý đấy hả? Dạ đúng rồi. Công ty về cái gì hả Tuấn ha? Dạ công ty Summit Polymer của tập đoàn của Mỹ. Ok, thế là trước này mình làm công việc này thì trước mình học ở trường nào, ngành nào? Dạ trước là học Đại học Công nghệ Đồng Nai, cái ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Tuấn là gì ha? Điểm mạnh của mình là vui vẻ hòa đồng nè, biết nấu ăn nè, biết dọn dẹp nhà cửa. Còn điểm yếu là đôi khi hay nóng tính, lâu nóng tính hay quạo. Hay quạo lắm hả? Nói chung là cũng không hay lắm đâu, là thỉnh thoảng giống như một cái vấn đề đó mà làm đi làm lại hoài không được, cái nó bực mình nó vào xíu rồi hết hoài thôi. Rồi có năng khiếu tay lẹ thì được không? Hát hò thì được không? Dạ. Có hát hò thì được không? Hát thì karaoke thì hát cũng được thôi, chứ mà ở ngoài không chưa hát bao giờ. Chưa hát bao giờ, hát thử đoạn được không?
không, ngại nhỉ, không hát được. Ngại lắm hả? Ngại. Trời ơi, thế đó, đang ở Đồng Nai là ở với ai? Mình mua nhà ở Đồng Nai chưa? Dạ, đang ở nhà thuê thôi ạ, chưa mua nhà. Chưa mua nhà, có ý định mua nhà không? Thì hay là có cũng, ý định làm việc ở Đồng Nai không, hay là về quê? Nói chung là cũng nơi nào sống, chẳng hạn như bây giờ có gia đình đó, thì nếu mà vợ muốn ở đây thì cố gắng lập nghiệp ở đây, còn nếu mà vợ muốn về quê thì ở nhà quê có đất sẵn đó, thì về cất nhà ở, xây nhà ở thôi và kinh doanh nhà thôi. Ừ, ok. Thế tình trường của Tuấn thì sao nhỉ, mấy mối tình rồi? Dạ được 2 mối tình rồi. Nhưng mà 2 mối tình, nhưng mà chỉ có 1 mối tình hồi mà thời sinh viên á, hồi cũng mấy năm á, 4-5 năm, nhưng mà giống như hồi đó gia đình cũng khó khăn quá, với lại cũng trong tay mình cũng khó khăn quá, nên cũng không có, hai đứa yêu thương nhau chứ mà không đến nhau được. Ừ, lúc đấy nó còn nghèo, chưa có gì trong tay đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mối tình thứ hai thì chia tay cách đây 1 năm rồi, thì kiểu như không có đồng quan điểm á, thì mỗi người có một cái nói chung là không có đồng quan điểm, không có cái thể nào mà hòa hợp lại được thành một á, chia tay. Không hòa hợp được hả? Quen được bao lâu? Nè, cũng mấy tháng à, kiểu như quen tìm hiểu nhau mà không có hợp tính với nhau á, mỗi người có mỗi cái cách làm việc khác nhau, là mạnh ai nấy làm, nên không có thống nhất được trong cái tiếng nói chung. Rồi, thế giờ muốn tìm mẫu người như thế nào? Thì em muốn tìm mẫu người là nói chung cũng biết chịu khó xíu, biết lo chuyện nhà xíu là được rồi, biết thương gia đình, là biết chăm sóc gia đình và thương yêu cha mẹ là được rồi. Tuổi thì ngoại hình thì sao? Tuổi thì có tầm 20 mấy vậy đó. Là trên rồi. 20 đến bằng tuổi Tuấn được không? Nói chung là tầm 30 trở lại thôi. 30 trở lại thôi, hay là nhỏ hơn mình tới 8 tuổi hả? Đâu, mới có 36 mà. 36 gì nữa không? Sinh năm 86, mình 37 tuổi rồi. Tới tháng 4 mới được 37 tuổi, bây giờ mới còn 36 mà. Trời đất ơi. Tôi tính tuổi các cụ đâu, lên 38 rồi đó. Nhiều khi nếu mà lớn tuổi quá, giống như phụ nữ thường hay già trước ấy. Già đâu mà già, trời ơi, già hay trẻ là do ông phải không ơi? muốn vậy chứ mà duyên tới đâu thì hay tới đó. Nhưng mà maximum có thể chấp nhận được là bạn gái bao nhiêu tuổi? Tầm 32 thôi, nhỏ hơn 5 tuổi. 32 tuổi. Yeah. Rồi, ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì biết chăm sóc cho bản thân xíu, đừng có lụm thụm quá. Cao thấp mập ốm sao? Cũng không có mập quá, vừa cao thì tầm 1m65 trở lại, tới 1m55 tới 1m65 thôi. Tuấn cao mét bao nhiêu? Dạ 1m66. Dạ. Gái 1m5 được không? cũng được, không đến nỗi. Dạ. 1m5 quất đôi giày 2 tấc và nữa là cao hơn mình rồi đó. Ok, về quê quán các bạn gái thì sao, mình có mong muốn gì không? Thì nếu mà được chương trình giúp đỡ cho là ở cùng quê thì càng tốt, hoặc là mấy tỉnh lân cận gần đừng xa quá. Lân cận là lân cận Phú Yên hay lân cận Đồng Nai? Nói chung là từ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa hay là Ninh Thuận, Bình Thuận gì cũng được, Đồng Nai cũng được. Quảng Ngãi được không? Từ Quảng Ngãi đổ vào đây được không? Dạ được, từ Quảng Ngãi vào đây là được. Đừng ở xa mà bắt quá là được. Okay. Đừng ở xa mình bắt với lại, đừng ở xa với miền Tây là được. Rồi, về tính cách của bạn gái thì mong muốn gì này? Mong muốn một cô gái là nói nhiều, nói ít hay là như thế nào? Dạ thì
muốn tính cách của người phụ nữ là cũng hòa đồng, giống giống như giống như em vậy, hòa đồng để dễ sống, người nói nhiều người ít nói thì nó cũng ấy, nhưng mà vui vẻ hòa đồng là được, không không có khó khăn lắm. Ừ, ok rồi, cảm ơn Tuấn ha. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì mình còn một lần nữa làm nội dung kỹ hơn, thì lúc đó thì mình sẽ trao đổi kỹ hơn về cái mẫu người mong muốn của mình ha. Dạ, dạ. Nếu có người phù hợp thì mình sẽ ghi hình nha. Dạ, cảm ơn, dạ cảm ơn chúng ta. Rồi, cảm ơn Tuấn. Tẻ nha, mời anh giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha anh. Họ tên thì Bùi Văn Hoàng, quê quán là ở Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh, ngay ngã ba Đông Lộc. Ừ. Tuổi thì sinh ngày 15 tháng 3 năm 1978. Rồi. Hiện nghe tại là anh Hoàng là đang làm công việc gì ở đâu anh? Bảo vệ. Ừ. Là mình bảo vệ ở đâu? Ở 678 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình. Ừ, anh làm bảo vệ như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào anh? Được 10 triệu mà nghe bảo này tháng 3 tới lên 500 nữa là 10 triệu được. Ừ, rồi ok. Anh là ở ngoài Hà Tĩnh vào trong Sài Gòn lâu chưa, và trước đó là anh đã từng lập gia đình chưa? Lập gia đình rồi, cho tuổi nay vẫn lập gia đình rồi, còn lại chuyện là. Ừ, rồi vậy thì là anh chia sẻ về cái cuộc hôn nhân trước đó của mình đi. Ờ, quen bao lâu, lập gia đình như thế nào, lý do làm sao mà mình lại ly hôn? Quen thì cùng lâu nhưng mà ly hôn là có quen cùng lâu nhưng mà ly hôn là được sanh được một đứa con trai năm nay 12 tuổi. Đang ở với mẹ, anh đi chú cấp. Còn mà lý do ly hôn thì chắc là lỗi do anh hết á. Ừ, là lỗi mình là mình như thế nào anh? Nói chung là kiểu người đàn ông mà không lo được cho vợ con thì cảm thấy bất lực. Ừ. Đó, có thu nhập mà thấp quá. Ừ, thu nhập thấp quá, rồi ok. Có nghĩa là về kinh tế ha, mình lúc đó mình chưa có lo được kinh tế cho gia đình. Lại vậy là khi mà con bao nhiêu tuổi thì mới bắt đầu ly hôn anh? Con ly hôn năm 2017 là con lúc đó mấy tuổi đó? Ừ, ly hôn 2017 là xong rồi là anh vào Sài Gòn luôn hay như thế nào ạ? Đâu, ly hôn trong này mà. À, là ly hôn trong này luôn. Vâng. Ừ. Rồi ok, bây giờ anh Hoàng nói một xíu về bản thân mình đi. Hiện tại là mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào ha? Điểm mạnh thì dù cuộc sống như thế nào nhưng mà có cái sự chịu đựng nó cao. Alo. Rồi anh cứ nói đi, tụi em đang nghe. Ừ, thì dù cuộc sống lúc này lúc kia nhưng mà được kể là cái sự chịu đựng nó cao. Đó là cái điểm mạnh, điểm từ cái điểm yếu thì nói chuyện vô duyên. Nói chuyện vô duyên hả? Là như thế nào? Thì thực chất ra mà chẳng hạn như gặp bạn bè hoặc là gặp bạn bè thì thấy nó mập thì bảo mình bảo này đợt này cũng chịu khó ăn chứ nhỉ? Ừ, như là mình cũng biết cái điểm yếu đó của mình nhưng mà mình có khắc phục không hay là như thế nào? Cái đó là anh cụ tới nhanh nói về để chọc tức người ta mà. Ừ. Chứ mà người ta hiểu được thì đó là khi mà người ta hiểu được như vậy thôi thì đem ra đó là mình gây cho người một tiếng cười. Còn ai không hiểu là nghĩ là mình nói chuyện vô duyên đúng không? Rồi bây giờ là anh mong muốn là tìm một cái người như thế nào ạ? Nói chuyện vô duyên như lúc hỏi này đi, bố mẹ em sinh được đông anh em bảo nói rằng là 4 năm anh em thì anh nói lại một câu nên bố mẹ cũng chịu khổ đẻ chứ. Rồi bây giờ là anh mong muốn sẽ tìm một cái người như thế nào ạ? Một người giống như cô Thi ở Tổng Đài Bịt Tuộc á. Cô Thi hả? Ừ. Lý do vì sao thích cô này? Phần thứ nhất là phải nói người phụ nữ đấy là nếu mà được hy sinh cả cuộc đời thì anh sẽ hy sinh cho cô đó. Thì cô phần thứ nhất là có cái tính cách, phần thứ hai cái tấm của người phụ nữ đấy nó tốt. Rồi còn về ngoại hình, tuổi tác, vùng miền này kia thì như thế nào anh?
tốt nhất ấy được người hai tình để cuộc sống nó khó khăn đi thì nó dễ hiểu với nhau hơn, kể từ cái ăn cái uống tới cái tiếng nói đâu nó cũng dễ. Cùng quê Hà Tĩnh nhưng mà người này là đang ở quê, đang ở Sài Gòn, ở đâu cũng được. Rồi anh còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô gái này nữa không? Chỉ có ước gì mà được với cô Thi Bích Tuộc đó là ok. Cô Thi Bích Tuộc hả? Rồi em cũng chưa biết cô này ra làm sao luôn á, để coi thử. Cái cô đấy mà trên cái bàn hẹn hò mà hẹn hò 6 năm lúc đó mới chơi được chương trình này lên thì cái thằng cha này nó lúc đầu nó nói trên trời dưới đất sau nó từ chối đó. Ủa là cô này đã từng tham gia chương trình chưa? Từng tham gia chương trình rồi, nhưng mà thằng đó, cái anh đó cũng cô vợ rồi, nhưng mà lúc đầu nói thì trên trời dưới đất nói hay lắm, mới tới lúc bấm nút đi, cô đó bấm nút mà này, cái ông này ở Bình Dương ông bấm à. À, nhưng mà sao đặt tên cổ là cô Thi Tổng Đài Biết Thuốc? Thì nghe chị Nam Thư nói vậy thì biết được là tên đó là cô Thi thôi, chứ tìm điện thoại tìm đâu ra đâu. À rồi ok, coi như thích mẫu cô kiểu như vậy. Rồi ok, anh Hoàng có tài lẻ hay năng khiếu gì không anh? Chỉ có cuộc sống nội tâm đấy, cùng hãy hát ba cái bài tình trả lòng mè vậy á. Rồi hát thử một đoạn ngắn em nghe đi. Chẳng hạn như hát bài tình trả nha. Ok, anh hát đoạn ngắn ha. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ. Bao giờ dối gian. Rồi ok. Nói chung là hôm nay chỉ là cái buổi cắt đầu tiên thôi nha. Nếu mà anh phù hợp với chương trình nè thì chương trình sẽ thông báo là mình sẽ được chọn vào vòng 2, để mình sẽ trao đổi thêm với biên tập cũng như